Điều kỳ diệu này sẽ xảy ra khi bạn uống nước dừa trong vòng 15 ngày. Nước dừa là loại đồ uống phổ biến và được nhiều người yêu thích. Không chỉ thơm mát, nước dừa còn chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Uống nước dừa trong vòng 15 ngày sẽ giúp bạn cải thiện rõ rệt các vấn đề sức khỏe như giảm cân, hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường năng lượng, hay trẻ hóa làn da, bảo vệ sức khỏe tim mạch, tốt cho thận. Bảo vệ tim mạch. Trong một nghiên cứu được thực hiện trên cư dân đảo Polynesia, những người dùng dừa thường xuyên như cơm dừa, sữa dừa hoặc dầu dừa mỗi ngày có lượng cholesterol thấp hơn, cũng như nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành thấp hơn những người khác. Điều này giúp ngăn ngừa các trường hợp bị đau tim và đột quỵ. Lý giải cho điều này là vì nước dừa có khả năng kiểm soát lượng cholesterol, nhịp đập tim và các động mạch chủ, dẫn đến sức khỏe tổng thể tốt hơn, đồng thời chống lại các nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, uống 1 đến 2 ly nước dừa mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm được tình trạng bị cao huyết áp. Lợi tiểu tự nhiên. Uống nước dừa mỗi ngày sẽ lợi tiểu, tức là giúp cơ thể của bạn tạo ra nước tiểu nhanh hơn và làm cho bạn đi tiểu thường xuyên hơn. Đây cũng là thức uống giúp bạn giảm bớt đau đớn từ bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu và có khả năng ngăn chặn các nguy cơ biến chứng sỏi thận bằng cách giúp tống khứ các chất thừa như canxi, phosphat và axit uric trong cơ thể. Thậm chí nếu bạn đã bị sỏi thận, uống nước dừa thường xuyên sẽ giúp bạn đánh nhỏ các viên sỏi trong thận dễ dàng đi ra ngoài. Tập luyện thể thao hoặc đi lâu dưới nắng sẽ khiến đổ mồ hôi nhiều và mất nước, và tình trạng thiếu nước thì sẽ dẫn đến sự hình thành sỏi thận. Nên với đặc tính bù nước kể trên đã khiến nước dừa trở thành một giải pháp xuất sắc trong những trường hợp như vậy. Cải thiện hệ miễn dịch. Uống nước dừa hàng ngày giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Món đồ uống này có khả năng loại bỏ các vi khuẩn trong cơ thể gây bệnh níu răng hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngoài ra, nước dừa còn tiêu diệt các virus gây cảm lạnh, sốt phát ban và các bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho con người. Vì vậy, ngay cả trong mùa lạnh, bạn nên uống nước dừa để tăng cường sức khỏe nhé. Tăng cường năng lượng. Để tăng cường năng lượng, bạn nên uống nước dừa mỗi ngày. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể. Nếu trước kia bạn luôn cảm thấy hụt năng lượng thì giờ đây, sau khi chăm chỉ uống nước dừa, bạn sẽ nhận thấy cơ thể mình tràn trề sức sống, khỏe khoắn và vui tươi. Bởi loại nước có chứa nhiều vitamin E, B, chất chống oxy hóa giúp tăng cường kích thích tố tuyến giáp, cung cấp năng lượng cần thiết tới các tế bào trong cơ thể. Tốt cho thận. Nước dừa giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và làm tan sỏi thận, là loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, giúp làm sạch đường tiết niệu, bảo vệ bàng quang và ngăn ngừa bệnh thận. Những người có vấn đề về thận có thể uống nước dừa trong một tuần để giảm bệnh hiệu quả. Cải thiện hệ tiêu hóa. Nếu bạn đang gặp trục trặc trong việc đi vệ sinh hàng ngày, hãy thử dùng nước dừa thường xuyên xem sao. Ở các nước nhiệt đới, nước dừa được sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày như khó tiêu, táo bón, viêm dạ dày, nhiễm giun đường ruột và thậm chí cả bệnh kiết lỵ. Nước dừa cũng là thành phần bù nước tuyệt vời cho cơ thể đối với những trường hợp bị tiêu chảy. Nghiên cứu cho thấy hỗ trợ trị tiêu chảy cho cả trẻ nhỏ. Với đặc tính làm tăng khả năng hấp thụ thức ăn và bổ sung thêm các enzyme sinh học cải thiện quá trình tiêu hóa tổng thể. Đây là thức uống rất tốt cho hệ tiêu hóa nói riêng và sức khỏe nói chung. Giảm cân hiệu quả. Nếu bạn uống nước dừa trong 15 ngày, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt hiệu quả của giảm cân. Cơ thể bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nước dừa chứa ít chất béo, giúp làm đầy dạ dày và kiềm chế cảm giác thèm ăn. Chữa nhức đầu. Nếu bạn hay bị đau đầu, nước dừa là giải pháp tự nhiên, đơn giản và hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Mất nước có thể gây ra tăng huyết áp và đau đầu. Trong khi đó, uống nước dừa giúp bổ sung nước, giúp cơ thể thư giãn, loại bỏ cơn đau đầu nhanh chóng. Trẻ hóa làn da. Một trong những lý do khiến không ít nhà đầu tư ở nước Anh nhảy vào lĩnh vực nước giải khát này là vì khả năng chống lão hóa của nó. Trong nước dừa có chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào của chất kích thích sinh trưởng thực vật gọi là cytokinin. Ít người biết đây chính là thành phần quan trọng cho cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ hơn. Cytokinin là một loại phytohormone,
Đây là một loại hormone thực vật đóng vai trò trì hoãn quá trình lão hóa. Một khi cơ thể được tiếp nhận loại chất này, quá trình lão hóa của các tế bào sẽ bị chậm lại đáng kể. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng chất cytokinin cũng có tác dụng tích cực đến việc ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư và các khối u. Đây là lý do nhiều chuyên gia sức khỏe tâng bốc dừa như thuốc tiên trị bách bệnh. Cải thiện thị lực. Nước dừa rất tốt cho người bị đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp. Cùng với cà rốt, nước dừa là một phương thuốc hữu hiệu chữa giảm thị lực, giúp mắt sáng khỏe, chống mỏi mắt khi làm việc mệt mỏi. Những người không nên uống nước dừa. Những người có thể tạng thuộc âm, da xanh tái, bắp thịt mềm nhão, mát, tay chân lạnh, ăn uống chậm tiêu, ăn ít, ít khát nước, thích uống ấm, dễ bị tiêu chảy, phân mềm, người nặng, bài hoài, chậm chạp, không nên uống nước dừa. Phụ nữ có thai không nên uống nước dừa vào quý thứ nhất của thai kỳ. Khi uống nước dừa cần tham khảo ý kiến của bác sĩ sản khoa. Người bị bệnh trĩ, huyết áp thấp, thấp khớp, không nên uống nước dừa.